អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅមុននេះបន្តិចសមាជិកចាប់ខ្លួនគ្រូកសិកម្មនីណាក់ហើយដោយសារតែពាក្យសម្ដីទាំងអស់នេះចាថាតើមូលហេតុអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាកំឡុងនគរបាលផ្នែកប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរុស្ស៊ីលថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានចាប់ខ្លួនបុគ្គលឈ្មោះនីណាក
cấm. Ban thay lên tạm bận đánh xung cúng Telegram nè rô xíl thay ngay tì bàm bí khai thân ú, chân nằm bì bọn một phí thầm mây nì thà. Lúc ban ối môn trái sao chú rêu ông bì cả rần này thà. Tớ cả sư thán rộ bọ bù cúl chú mù nì nát, đá là bà bà, phêch mên chú mù ai mên kê ếch nú. Mên cót chung ngữ bà đá sái bạc xây, bất mên rử tì. Facebook page chú mù ai mên kê ếch đài can cạp đối bù cúl. Mình chú mũ nì nạc bàn sở sẻ thà. Khá nhóm bàn tìm rử priêng lị khất nâng ai kà xá. Rút ý rôl ở hơi khá nông ca sơ đã trông món rộ bọc khá nhóm khá nông phép à xôn. Bố mù là hết mên mê rô bà đá xài rù liệp lâu đoàn hớm công phung tài riêng tà bát khá nông ca sẻ thàn. Khá nhóm mình chóng kết đó châm nội nì tì. Bố về thơ ối khôi khát xe tư cách rộ bọc côn món dạng thông ngôn thông ngô. Khá nhóm xong khâm thá, côn món nâng cháy, bẹp mát gục khá nề, hơi đếch nơi khá nông trúng công chanh krau ôi xót bậc mến cả chạm bành. Xong nế rộp bọt nì nát nìa bêl ní trợ bàn mạch thàn chế chrón công bông tái chủ chế khá nế nâng ác áng thà. Công bông đưa đón rưu bơn. Nâng bò xác rộp bọt xâm đạch đề chô hôn xá ní dụ rộn môn trái nì Campuchia. Bộ cố nì nạn ní còn lòng mốt tay tại điểm đám chê bà mát tờ lợi bộ cố nâng sạch thạp bàn rốt trên nhược nhòm. Tái hạ khám mênh vấy gọt lắng châm bút bộ cố mà nạn ní tòa tài xò. Khả nạn còn lòng mốt có thlóm, bán thua lịch hạt xông tô chia xa thê rà nạp hoàng đầy. Đổi xa xông đáy bà hớn bạm nì. Chà nà bê ní bộ cố đà mênh chmô thà nì nạ, trợ bàn xa mà tư cách thua kà khót luôn bàn chung tờ tô là kà hơi. Cả rần này đài bà bộ hà sáp điểm đám thân nạn đực nòm. Đòi cả nị dây thá, tênh mát bẹ ổi mòn. Đòi ạ tên này xa ní, trở bàn kỳ ạ dụt đằng thá. Hạ bầy đồ chìa điềm đám đầu xâm đành. Tờ bầy mật vĩnh dụt dàng nạ đáy xung chốt bàn chanh mật tệ mà nẹ mùi. Chà hời tệ tôn bồ mê nị đáy có xung bình chọc tại trâm nỉ. Ây lấy dương nghiệm một tàm đán bồ mê mùi tiết đàl tệ tôn tớ nâng. Khúc cầm nát con sấy ai dục bì chân ám sấy ô nâng xoa mấy chun cả đố chìa thả vi cá mập hơi mớn pram rồi đô lá. Chú ý đòl sẵn cùng. Sấy ôn trời bàn mô hà chốn sqo thá cư chê đà ra Facebook hàng chùi sẵn cúng nâng châm mê chà ai chìa vô gàm phô lợi tập hồ sô cơ phép đòl bây lập bàn phòng đầy. Đòi sấy ôn tay tay dục thả vi cá chú ý đòl chun tì tòl khóa khát chìa bần tò bần tốt bần thả phần này ngả tê. Đàl ai chùi bán cứ sấy ôn tay tay chanh mốc chùi chế nình. Hơi cằn tại bị xét nơi khả nông thằng ngày khu công đoàn con sấy cùng rộp ai dụ bì chân nằm. Sấy ốn nâng sva mấy bàn chùn cả đố đo thống đo sân cúng, đâm bấy ọ bó thằng ngày khu công đoàn con khuôn cụ ôi xa xa. Ní bờ dông tám kênh nạn nơi Facebook sấy ốn bàn práp ôi đằng thà. Khu công đoàn sấy tối ai dụ bì chân nằm, khả nhóm sấy ốn nâng sva mấy miền cả đố chê thả vi ca châm nuốn. Một hay mớn pram rồi đô lá chùi đo sân cúng. Tì mùi nút. Chú ý đó là rõ thàm phía bán, đọc rằm mơn đô la xâm rạp tính vã sáng ca phía COVID đọc rằm buồn. Tì bí, tìm thả vi cá bày mơn đô la xâm rạp chú ý đó là côn côn, ở rung cổ đài khả nhóm trên chấm nơi ông ca áp phê xím, xâm rạp khai đọc bí nỉ. Tì bấy, chú ý ô bà thâm đó là bốc cơ tấu châm nuốn, mùi mơn và mùi bọn đô la, lớt túi có bài côn bổ rán khả mây. Tì bốn, chú ý thả vi cá. Đắp liền riêng xâm rạp thơ phấu, nó không xoay ông bía khát cầm đàl. Tì bấm, chúi thả vi cá, bấm bầy liền riêng xâm rạp thơ phấu, nó có chơi rành. Khát cỏ chạy, xôm chun bồn phong bong bồn khmai, tèng khăn nâng cao bảo tệ. Xôm ôi bong bồn chi phót bì chung ngứ COVID-19 tèng ọc nè. Chà, nì cư chìa tức chất đo lọ bảo bấy, mình ai cắt thả lại bàn mền bong bồn.
ក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតកូនស្រីស្រីអូនបរិច្ចាកថវិការហូតទៅដល់ 20,600 ដុល្លារដើម្បីជួយសង្គមនៅផ្នែកផ្សេងៗគ្នាដែលជានិច្ចកាលស្រីអូនតែងតែជួយដល់សង្គមមិនតិចឡើយដោយសារតែបែបនេះតើធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនដាក់រហស្សនាមឲ្យស្រីអូនថាគឺជារាជនីចិត្តធម៌ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា